bữa nay á, Tết cũng gần tới rồi đó, nên là ý sẽ làm hai món. Thì hai món này thì cũng không có phải là cầu kỳ hay là sang trọng gì hết. Hai món này rất là đơn giản, nhưng là nhâm nhi vài ly rượu với mấy anh bạn ngày Tết cũng được á cả nhà. Thì với mời cô chú anh chị và các bạn vô bếp nấu cùng ý nha. Thì đây, bữa nay là chiều nay ý sẽ mần món cá điêu hầm chiên xù. Ý sẽ kêu người ta mần sạch giùm ý, nhưng để dãy lại cái phần dãy còn lại mình chiên xù nó mới ngon á. Và món tiếp theo là món cá sặc gần làm gỏi với xoài chua. Cái này xài cũng nói xài chua, cũng phải xài chua cả nhà, đây là xài Đài Loan. Nó cũng vị chua chua còn ngọt, chua nhẹ. Thì cá điêu hầm chiên xù ý ăn kèm với rau sống, dưa leo này, dưa leo với nước mắm mặn. Thì mời cô chú anh chị và các bạn vô bếp cùng ý nha. Thì bắt đầu ý sẽ bắt nhúm lửa lên, bắt chả cho mình chiên xù cái phần cá này. Chảo nóng rồi, bỏ dầu vô thì chờ cho sầu nó sôi lên thì bỏ cá vô. Ý bỏ cá vô nó nổ, giống như là mình nó còn cái dạng còn nước ở trong bụng con cá nên nó rớt ra nổ. Dầu ra còn nóng á, cái múc dầu lên cho cái phần da, phần dãy của mình nó bung lên nó mới ngon. Tại con cá nó hơi bị lớn đó, nên là ý phải nghiêng cái chảo cho nó chín, cho nó vàng đều ngon hơn. Thì múc cái phần dầu á, cái nó bung phần dãy ra nhìn thấy đẹp quá. Ôi, dằn. Để coi dưới nó vàng chưa. Mà mình chở về qua bên đây. Cứ xài cái đôi đũa cho nó dễ hơn. Vậy sẽ quay quay bào xài để mình làm gỏi cái phần xài. Bào cũng không nổi nha. Ý qua coi cái phần cá chiên của mình thấy nó vàng chưa. Vàng rồi, vàng. Ở đây nó bung dậy, bung dãy nha, nhìn ngon ha. Thì cá phần cá gì là khô, cá sặc á, ý không nước ý chiên luôn. Làm một dĩa gỏi nhỏ là được rồi.
Nên thử phần chài này, phần xài này chua không? Nó hơi có vị chua á. Thì ý sẽ không có để phần nước cốt chanh vô, để đường vô. Ít đường thôi. Cái hỏi cứ miếng nước mắm mặn vô là được. Khô này mình chiên cũng mau vàng nên là gấp gãy để nguội rồi ý tới xé ra trong rỗi. Rồi cái phần gỏi của mình á, xài của mình á, tại chua nên ý không có đặng chanh, ý để miếng đường á, vậy chế thêm miếng mắm mặn nữa cho nó vừa ăn là được. Cái chừa lại thêm một ít rau rau thôi sống của mình á, cắt vô. Gà nãy giờ để gần bếp lửa cái nó kế bếp lửa cái nó bị cháy luôn, héo gao luôn. Ý gấp dĩ xoài ra cái dĩa nhỏ rồi. Bây giờ ý sẽ xé khô. Khô của mình cũng còn nóng. Nóng. Thôi. Cá sặc này mình không trồng gỏi thì mình cái gì chiên ăn cơm với nước lạnh cũng ngon nữa cả nhà. Cái phần khô này sẽ không có trộn với xoài, sẽ để lên lớp mặt là được rồi. Gỡ cái phần xương ra bỏ để hồi mình ăn chung với gỏi á, nó dễ bị mất xương. Rồi nhí cũng đã nó xong rồi nè cả nhà, nhúng cơm vô tay. Khoảng cái đu hồng chiên xù ăn với rau sống nè, nước mắm mặn của ý nè. Đây dĩa gỏi thấy hấp dẫn, nội dĩa gỏi thôi thấy nhâm như vậy đi rượu được rồi đó, cho ngày Tết được đó. Thì nhí mời cô chú anh chị và các bạn cùng với hai chồng ý nghe. Mời cả nhà nghe. Ủa cái mít đâu? Lại đi. Nãy giờ trên đó lại tôi thấy tôi quay mẹ đi. Nhưng tôi hết hồn. Khùng. Nhí nói chín xong rồi nè cả nhà ơi. Ừ dạ, cái phần cái đường hầm chiên xù ấy nè, thấy ngon. Cái phần da dẫy của nó nè, thấy bung lên, thấy hấp dẫn không? Nội cái phần cá sặc của mình làm gỏi thôi là đủ nhâm như vài ly rượu cho ngày Tết được rồi đó. Thì nhí mời cô chú anh chị và các bạn cùng hai chồng ý nghe. Mời cả nhà nha. Phần gỏi này ý sẽ không có trộn. Trộn phần gỏi thôi, không có trộn phần khô, đặng mình gấp gì cho nó ngon. Cái này khỏi chấm mắm luôn, tại khô nó mặn. Mà chị nãy gọi xoài á, không có trộn muối, nhúi lên miếng nước mắm mà. Vậy xoài dữ giòn ha. Giòn nè. Chiên giòn mà tranh thủ còn nóng ngon ha. Không được. Không được rồi.
nó giòn quá cái nó dính lại nhau á. Cái này có xài có đồ chua ha, nhà em có ốp gì không, ốp giấm không, để miếng đường tại xài mà có đồ chua không, tại xài có đồ chua rồi dạ. Đồ chua ngọt ngọt mặn mặn. Tại nãy xài có đồ chua nên là để vô một muỗng đường nhỏ à, miếng đường nha, rồi khói lên nè. À. Đặng cho nó dịu lại cái vị chua á, nên tính nặng chanh này đó mà thấy nó còn chua nên không có nặng chanh. Cái văn phái gói gì nè. Tắp thịt gà ngán làm món này ăn cũng ngon ha. Ừ. Có cái chiên hơi hao dầu. Để nhiều dầu mới được. Nước mắm mình làm lạc á ha, dễ chấm ăn ngon. Không để nãy này vô cuốn luôn. Cũng ngon mà. Ừ. Cũng ngon. Cái phần xà lách bự bự á, gói ăn ngon. Giá ngon.
Nhi cảm ơn cô chú anh chị và các bạn xem hết video quý cả nhà ơi, hãy đăng ký subscribe cho kênh quý cả nhà ơi. Bye bye.